Hey, vừa rồi thì chúng ta vừa bật mí hashtag về tính cách của từng thành viên trong nhóm, thì đồng nghĩa với việc là hai bạn, Nikki và bạn Zino sẽ phải thực hiện thử thách. Và thử thách đưa ra cho các bạn sẽ là hai bạn sẽ vừa đi catwalk. Wow. Đúng rồi, catwalk nha, nhưng mà vừa biểu diễn bài hát, một bài hát của nhóm. Ok. Với sắc mặt không hề thay đổi. Và phần trình diễn thời trang mang đậm chất monster đường phố, xin được phép bắt đầu. Let's go. Ba da ba da du ba ba du ba 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 du. Ba da ba da du ba ba du ba 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 du. Không biến sắc nha. Ba da ba da du ba ba du ba ba du. Ba da ba da du ba ba du ba 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 du. Đi đi đi, go go. Ba da ba da du. Go. Wow. Không cười nè. Xoay một cái. Xoay một cái đi. Ok, cho cả hai đi. Đó, anh là cười đó. Rất là hay đúng không nào? Một bài hát chỉ đúng một từ và chỉ một nét mà đậm chất monster. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với hai hashtag còn lại. Yeah. Nhưng mà bây giờ các bạn muốn chơi double không? Tức là bây giờ đổi hai hashtag này, bây giờ gom lại thành một nhóm thôi. Ok ạ. Là cả hai chơi chung á. Ok. Được. Là chúng ta sẽ nhận thử thách chung luôn. Được. Ok, vậy thì bây giờ hai hashtag cuối cùng dành cho các bạn đó là tình yêu và bật mí. Thì tình yêu chậm chê. Phải hả? Bây giờ chúng ta bật mí một chút về tình yêu đi. Zino tình trường là tình trường là bao nhiêu rồi nè? Thế thôi bây giờ mình đi từ người nhiều nhất cho đến người ít nhất được không ạ? Ok. Là Zino đây. Đây là nhiều nhất à? Nhiều nhất đây. Đã trải qua này. 30, 35 gì đó. Một à? Cái gì? Chào em. Nếu không hết được đâu. Không để anh đếm hội cho. Thiệt luôn à? Dài lắm mà. Nhiều lắm. 7 mỗi bảy. Ít nhất là khoảng 7. Ít nhất là khoảng 7 mối tình. Cũng khá là dài đó. Còn em? Em thì mới có 3 rồi. 3 mối tình. Ủa, 3 mối tình là cũng có kinh nghiệm nhiều chứ không? Dài dặn. Rồi, ai ít nhất nè? Em ạ. Bao nhiêu mối tình? Em á. Không, anh nhìn mặt em là phải nhiều nhất chứ đâu phải là ít nhất đúng không? Cái mặt này là phải nhiều nhất. 15 đấy. 20 rồi. Em mới có 1 thôi. Thiệt. Thiệt luôn. Thiệt nha. 2. Đây là 2 mối tình nè. Vậy em là mấy mối tình rồi? Em 7. Là bằng với anh đẹp. Là 3 mối tình. 15. Bây giờ bọn con muốn hỏi thêm một chút về mẫu bạn gái, người yêu, ý tưởng của từng thành viên trong nhóm. Dậy đi mọi người, đàn ông trưởng thành đi. Một đàn ông trưởng thành. Có bạn gái ạ. Ngoại hình bình thường, không cần phải quá là xinh đẹp lắm. Tính cách chủ yếu là em thích những người biết thấu hiểu cho người khác, không hẳn là kiểu thấu hiểu một kiểu cái gì cũng phải đoán được hoặc cái gì mình muốn người ta cũng biết, mà là có nghĩa là có thể thông cảm. Và ví dụ như kiểu là công việc của mình là như kiểu bọn em là làm ca sĩ thì rất là đi lại nhiều, rồi là không phải lúc nào cũng kè cái điện thoại, rồi là nhắn tin các thứ, rồi là các kiểu được, thì mình cần một người kiểu là sẽ thông cảm được cho những lúc đấy, rồi là sẽ động viên mình những lúc mình gặp những khó khăn trong cuộc sống gì đó. Còn về những cái khoản công việc khác như là nấu nướng thứ thì em có thể làm được, em không yêu cầu gì quá cao. Chỉ cần một người thấu hiểu thôi. Đâu, bây giờ tới Ki. Em thì là công việc của em cũng nó cũng ấy đó. Ấy là xinh, phải nói là thời vụ. Em không biết đấy, nhưng mà nói chung là biết quan tâm, biết chăm sóc, nhưng mà nhiều khi bất cần thì cũng được, mà kiểu em cứ kiểu mà kiểu nó nhiều thái cực á, biết mềm nắn rắn buông á. Đúng rồi, mềm nắn rắn buông. Hiểu tức là rồi bây giờ tới Zino là đáng yêu, mặt hơi là con trai. Đây baby, đáng yêu ấy, baby cute. Dạ, rất thích mấy người vậy, xong rồi bé xong rồi bánh bèo đúng không? Gì nữa? Nhưng nó ăn sao? Em sao? Của em thì là nó hơi, nghĩa là một người về mặt hình ảnh đó là tươi duyên. Không cần xinh nhưng mà duyên, nghĩa là mình nhìn vào mình có cảm tình. Okay. Và đặc biệt là phải có một nụ cười đẹp. Nụ cười tươi, em rất là ấn tượng với những người có một nụ cười tươi, nhìn là tỏa ra một cái năng lượng tích cực ấy. Okay. Tại vì em không, em mà đi với một người năng lượng tiêu cực là em cũng bị tiêu cực theo. Em thích một người năng lượng tích cực. Thử lại ai? Chị Bích Phương. Bích Phương đó, mà ít nhất
nhiều gì cũng phải được. Tại vì là em đã tiếp xúc 1-2 lần với chị Bích Phương hoặc là chị Hương Giang. Chị Bích Phương và chị Hương Giang, tại vì là khi ở cạnh hai người đấy em cảm thấy là rất là vui luôn á. Ấm áp. Và chúng ta đã hiểu thêm về tính cách cũng như là về hình mẫu lý tưởng của người yêu của từng thành viên trong nhóm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với hashtag bật mí. Cái này mọi người thích nè. Thì bây giờ chương trình sẽ có 4 cái bảng dành cho 4 bạn. Và nhiệm vụ của 4 bạn rất là đơn giản, đó là viết bí mật của mình vào trong đây. Và sau 3 tiếng đếm, cả 4 bạn sẽ lật ra để bật mí cho quý vị khán giả cũng như là các thành viên khác trong nhóm biết bí mật đó là gì. Ok, không biết là có cái bí mật nào mà nó vui vui không ta? Bọn con đang thắc mắc tò mò quá. Rồi, và thời gian để bật mí bí mật của 4 bạn đã hết. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra cho tất cả quý vị khán giả cùng xem bí mật đó là gì ha. Nào, 1, 2, 3, xoay bảng nào. Đầu tiên ăn vụng hả? Ăn vụng biết mà, em còn bí mật đâu biết rồi. Hay ăn vụng hả? Ở nhà là hẳn là ăn vụng mà kiểu như kiểu là ví dụ chọt miếng này chọt Vicky mình... hay có kiểu mấy hộp ô mai ấy sang phòng em nhờ nhà vệ sinh em hay nhón thi thoảng là em có xin, ví dụ em nhắn tin là tôi xin một miếng ô mai nhé chào đứng ngoài nhưng mà em sẽ xin một lần đấy, nhưng mà em sẽ lấy ăn mãi một lần luôn. Không, rồi cho em xin một hộp thôi nhưng mà cuối cùng là lấy cả nắm luôn. Kè nèo cũng rất là vui, rất là dễ thương. Đây, bây giờ sẽ đến xào lắm mọi người. Đây, có một lời hứa có mời một Monster. Lời hứa mời Monster đi ăn beef steak khi lãi kinh doanh, nhưng giờ lãi rồi vẫn chưa mời. Tức là tại vì có lần nào sau anh nghĩ là kinh doanh ngập đúng không? Đó. Làm nhà hàng khách sạn gì đó. Mà hồi xưa còn hứa với em là em mà lãi em cho anh 2 triệu. Từ hồi đó đến giờ bao nhiêu lâu rồi? Lâu quá rồi, đến lúc em không nhớ được luôn á. Ồ, có 2 năm rồi. Nhưng mà bây giờ các bạn còn nhớ cái lời hứa đó không? Hay là em thì em vẫn nhớ nhưng mà em không muốn nhắc, tại vì là dơ quá. Ngày nào cũng bảo là chưa lãi ngày nào. Nhưng mà thật ra là lãi rồi đúng không? Vậy thì sau ngày hôm nay thì cái số lãi đó Bông Quân nghĩ là nó cũng sẽ bay nhanh thôi. Bởi vì phải mời các bạn khác đi ăn bù mà còn ăn double kìa. Mà thậm chí còn phải mời Bảo Quân đi đúng, ăn thêm. Đúng. Bảo Quân xin phần cơm thêm thôi. Cũng rất là dễ thương. Còn của Nicky nè, Nicky trước đi. Có lương hay đi ăn một mình cho đỡ tốn? Không, tại vì em ở như này, tại vì em ngoài việc là đi nhóm ra thì em hay có mấy cái công việc làm riêng. Và thường thì mấy công việc đấy của em công ty set, ví dụ là đi quảng bá du lịch Hàn Quốc này hạn, thì được khá khá tiền. Thế là nhưng mà tính của em là như này, ít tiền thì thôi nhưng mà nhiều tiền là đi ăn lắm. Cứ thấy mà tôi cậu ấy là em hay trả luôn hoặc em hay mời. Còn đến một thời gian em nghĩ là thôi thế tốn quá, mình có thể để cái tiền đấy mình làm cái khác. Thế là em nghĩ là thôi đi ăn một mình. Nhưng mà Bảo Quân nghĩ là sau khi bật mí xong thì sẽ không còn lần nào đi ăn một mình đâu. Không. Anh yên tâm, em hay giả vờ là hôm nay tôi ra ngoài tôi đi ăn với bạn. Nhưng mà đúng rồi. Không, nhưng mà về bí mật nó đã nói ra rồi. Là bây giờ thế nào là tôi đi ăn với bạn là con người chở xe sẵn. Bật mí này mới thông minh thôi anh. Bật mí này là sau là, có nghĩa là sau là đi ăn cùng tao, tao rủ là phải tự trả. Đấy, đúng rồi. Em cậu này ăn hơi nhiều đấy. Hiểu rồi. Zino, đôi tất của anh của Nicky. Anh Nicky đó là em tất em đã dơ hết rồi, là em không biết làm, em đã tìm hết rồi nhưng mà không còn đôi nào hết, cho nên là em lén em đi ra em xào phơi đồ với mọi người thì em thấy một đôi tất, nhưng mà em không biết đôi tất của ai đâu, cho nên là em lấy vào em mang. Và em mang đi xong rồi đến tối thì anh Nicky lại đi tìm cái đôi tất đó, em mới biết là đôi tất đó là của anh Nicky. Hóa ra đến nhà của tôi hay mất tất là vậy. Không phải ông hay lấy không? Hay thò đồ. Thế là mua 10 đôi mất 9 đôi. Bây giờ bật mí rồi thì sau này ai mất tất, mất đồ, mất ai, nhưng mà còn mất cả em bảo em còn mất cả quần trong anh ạ. Không hiểu tại sao. Cái này thì cần cái bật mí khác đúng không? Ai biết được. Cái này là đôi tất thôi, sau này làm nhà mà ai mà mất tất là cứ hỏi xin lỗi. Còn ai mà mất ô mai là cứ hỏi mất mặt là coi.